Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày mùng 8 tháng 7, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo chi tiết về thời tiết thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 8 tháng 7 như sau. Ban ngày, sáng ngày thứ 6 mùng 8 tháng 6, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, Riêng chiều có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng nhẹ. Trong cơn rông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng 31-32 độ, độ ẩm trung bình 77 đến 84%. Hướng gió Tây Tây Nam, vận tốc 13 đến 15 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 33 đến 43 km/h. Giữa trưa ngày hôm nay, chỉ số UV có thể đạt ở mức độ 4, nguy cơ gây hại trung bình người dân nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính dâm khi có nắng gắt. Ban đêm, buổi tối và đêm, trời ít mây, có lúc có mưa rào nhẹ vài nơi, lượng mưa về đêm có xu hướng giảm so với ban ngày. Nhiệt độ phổ biến về đêm từ 26 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 90%. Hướng gió Tây Nam đến Tây Tây Nam, vận tốc 9 km h gió giật mạnh với vận tốc 7 đến 26 km h Khu vực Nam Bộ ngày mùng 8 tháng 7 có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ.